hello, xin chào mọi người nha. Trước mặt mọi người đây là cái rổ hồng của nhà mình nè. Đây gồm có hồng giòn ha, hồng mềm ha. Cái trái này là chờ cho nó chín mới ăn được nha mọi người. Bên đây là mấy trái mình nó chín rồi nè, chuẩn bị ăn nè ha. Rồi hôm nay đi làm về thì cũng hơi mệt, nhưng có một món quà từ phương xa có một người bạn gửi tới, thấy nằm trước cửa mình cũng không biết ai. Khi nhìn được cái thùng thì mới biết là của anh KK gửi từ California nha mọi người. Đây là cái thanh long cuối mùa của nhà anh KK nè, anh gửi cho mình lấy thảo. Đây là cái cuối mùa nha mọi người, tất cả là những cái trái sau cùng của cây của ảnh ha. Nhìn đếm thử coi được bao nhiêu trái nha. Một trái bự quá mọi người ơi, wow, thanh long này đã quá mọi người. Hai, ồ trái này wow quá trời bự luôn mọi người ơi. Ba, wow, bốn, từng này nhà mình có lọc ăn nè. Năm, wow, trái nào cho nấy bự thiệt mọi người ơi. Wow, cảm ơn vợ chồng anh KK nha. Chúc vợ chồng KK và các cháu có một tuần lễ Halloween thật là vui vẻ và bình an nha. 7. Wow, 7 trái mà đầy luôn rồi mọi người ơi. Wow. 8. Wow, vừa đúng chục trái luôn anh KK, hay quá anh KK. Chồng sao mà vừa đúng chục trái anh KK. Cảm ơn KK nhiều nha. 2, 10 trái mọi người ơi. 9 ơi, wow, tuyệt vời. Wow, trái nào trái nấy còn tươi lắm mọi người ơi. Cái gì thấy không, nó mới cái cùi mới hái xuống thì nên cây thôi. Wow, bự quá không biết ăn trái nào luôn người ơi. Hình quốc trái này nha. Wow, cái này mình nghĩ chắc là thanh long tím nè mọi người. Rồi, xin mời mọi người cùng ăn với Liêm nha. Rồi, hello, mến chào tất cả mọi người đã quay lại trường quay của Liêm nha. Bây giờ nhà Liêm mình không có gì ngoài thanh long nha. Giờ mình sẽ ăn cái trái này nha. Ăn cái trái này cho mọi người cùng coi nha. Đây, thanh long của anh KK California nha mọi người. Nhà mình ngoài thanh long với hồng thì còn có nho. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ ăn theo hai cách nha. Mọi người cùng ăn với Liêm nha. Rồi, hôm nay ăn thanh long là phải mua cái áo cái màu giống thanh long luôn nè quý vị. Đầu tiên nha, đây trái thanh long nha quý vị, còn cái cùi luôn nha. Rồi, chúng ta sẽ cắt cho lần hai nha. Rồi, đẹp quá quý vị ơi. Thanh long này quý vị ăn quý vị nhớ lấy hộp coi nha, nhớ nhả hộp nha. Ăn cái này mà ăn cái hộp anh đau bụng dữ lắm á. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ ăn theo cái cách cổ điển ha. Cái muỗng ha. Rồi, múc vô. Múc vô giống như múc kem vậy mọi người. Xin mời mọi người nha. Đốt nè. Quá ngọt luôn. Quá tuyệt vời luôn. Cây ca này trồng hay quá. Trồng cái gì cũng ngon á. Trồng lũ cũng ngon, trồng thanh long cũng ngon mọi người ơi. Vậy thế em lựa cái áo hay không? Áo y chang trái thanh long đúng không? Rồi, mời mọi người nha. Vô. Ở ngoài trời lạnh đó mọi người, ở trong nhà mình ăn thanh long. Vừa ăn thanh long mà vừa nghe chị Bảy hát thì chị chịu gì sao cho nổi. Đây là cách ăn đơn giản nhất cho mọi người, ai cũng ăn được ha. Còn ai mà ăn nhã hộp thì thiên tài nha mọi người. Bởi vì trái thanh long này hộp nhiều lắm. Ai mà nhã được hộp, vừa ăn mà nhã hộp là quá thiên tài luôn. Rồi, chúc mọi người nha, cùng ăn với mình nha. Wow, ăn no rồi mọi người. Hết ha. Này để dành chồng nha mọi người, đừng có quăng nha. Rồi, cách thứ hai
Cách hai thì sẽ nó sẽ đơn giản hơn ha, mọi người cắt cho làm tư ha. Rồi chúng ta sẽ chẻ xẻ nó ra giống như là ăn cam vậy nha, là cái vỏ hay cái đầu như nè. Đó. Rồi ha, làm giống vậy. Rồi mọi người nha, ăn thôi. Đơn giản. Rồi mọi người nha. Nó thì lòng nhận cây càng đã thiệt đó. Vì biết sao mình ai cho mình gì mình quý lắm, tại mình trồng cái gì mà ít bây giờ mình cho ai lắm, bởi vì có người cho mình quý dữ lắm, bởi vì ăn ở đâu mà sướng đến đó luôn á. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Khi mình giấy chùi miệng ăn cái gì cũng phải chùi miệng cái. Còn ăn thành long không rồi 6 phút đó quý vị. Rồi mời quý vị luôn nha. Rồi nha, ở đây nè ha, đây nó có cái kẻ nè. Rồi nắm xé ra. Đó. Đây cũng vậy nè ha, nắm xé ra. Đơn giản như đơn giản thôi quý vị. Rồi. Ví dụ mình muốn ăn dao á thì dao cắt nó ha, còn muốn để miệng vào cắn ha. Mời mọi người nha. Mọi người thông cảm nha. Cái kênh này bữa giờ không có video, bây giờ ăn thịt long làm cái video để cho cúng con YouTube vậy mà. Rồi cái hồng của mọi người, ăn hồng thì cũng giống như ăn thanh long thôi, cũng phải ra ở giữa bỏ như cái gì, cái phần gần chụp cái cùi á mình bỏ đi. Rồi cắt cái vỏ mình bỏ ha. Mình giờ Thái Lan bén gì lắm. Rồi. Rồi mời mọi người nha. Ngọt quá. Không nói ai mà cho mình gì mình quý lắm. Tại cả đời này mình có cho ai cái gì đâu, cũng vậy không, mình rất là quý luôn á. Rồi hôm nay là ngày thứ sáu rồi, bên Việt Nam là thứ bảy ha. Lê Ngô xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có một cuối tuần vui vẻ và bình an, hạnh phúc với gia đình và người thân nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Cảm ơn sự theo dõi tất cả mọi người nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại ở video kế tiếp. Xin chào.